Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu như thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, không phải là hiệu ứng đám đông mà chúng ta nghiêng về cô Hồng Loan. Mà đây là hiệu ứng của quần chúng. Đám đông chỉ có khoảng hơn 10 người mấy chục người Nhiều lắm là 100 người Nhưng đây là cả hàng ngàn người Hàng vạn người đứng về phía của Hồng Loan và Vũ Lân Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng Cộng đồng mạng họ rất là thông minh Và họ biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là lẽ phải Và thường thường thì chúng ta hay nghiêng về những cái lẽ phải Thôi các bạn ha chỉ có những người như là ngu tầm ngu, mã tầm mã thì họ mới chọn đứng chung cái chuyến tuyến với nhau. Tại vì sao? Vì có lợi ích chung. Đó, đại khái là như vậy. Lợi ích riêng cho họ. Còn mà thường thường cái hiệu ứng của quần chúng á, là người ta đứng lên, người ta nói gì cái lẽ phải, người ta lấy lại cái công bằng cho kẻ thế cô, cho cái người mà nói không được. Nếu mà chúng ta nhìn lại câu chuyện mà sau khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngã xuống đi, rồi ra đi đi nếu mà hôm đó không có vũ lưng không có hồng loan lên trên ngôi mộ của cố nghệ sĩ ở bình dương mà nói lên tất cả sự thật nói lên tất tần tật những chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta không thể biết được những câu chuyện mờ ám về tiền phúc điếu về tiền quyên góp và những câu chuyện lằn nhằn giống như là tranh giành tài sản là không có gì nếu mà cộng đồng mạng không giúp đỡ không có tiếng nói thì Liệu Hồng Loan có thể đứng trụ được có đứng dưỡng được trong cái gia đình hay không Phải không các bạn Vâng à, Chúng ta cũng thấy rằng Cô à, Sáu Hồng Nhung Đã có những lời nói nào Chẳng hạn như là Du Quang Hoặc là Đánh tráo khái niệm khi mà có Youtube quay Thì nói rằng Anh Nam ơi nó đuổi Kim Nga đi giống như là nó đuổi anh vậy đó Thấy không Đây là cái đổ tội cho người ta nè Đây là đưa con gái người ta Vào con đường bất hiếu nè Vào con đường tội lỗi nè Giống như là đuổi người làm Của Vũ Linh là đuổi Vũ Linh đi với em Đây là tự cô Sáu nói mà thôi Và sau đó còn nhiều cái khác nữa Cũng giống như là nè, à, Cô Sáu nói bây giờ nó lên Nó nói xấu Nó nói xấu à, Cho nên đó, bây giờ cộng đồng mạng á, Mạng xã hội chửi gia đình Mình quá trời anh năm ơi đâu có ai chửi đâu có ai chửi gia đình của cô đâu có ai chửi gia đình của cậu năm đâu cô không có ai chửi gia đình hồng loan nha ở đây người ta bức xúc có nhiều người chửi thì tôi đồng ý là chửi cái cách ăn ở của cô sáu hồng nhung đã bào anh mình hai mươi mấy gần ba chục năm trời và bây giờ còn muốn lấy luôn cả tài sản của con gái của anh mình cho nên mạng xã hội mới bức xúc mới lấy lại cái lẽ phải cho Hồng Nhung mà thôi vì sao vì người ta ngưỡng mộ người ta yêu mến cố nghệ sĩ Vũ Linh trong bao nhiêu năm ông làm nghề chưa bao giờ để lại một tai tiếng nào lúc nào ông cũng lo cho hậu vệ cho đàn em và nhất là các em lo cho con cái của mình cũng vì sợ tai tiếng trong gia đình cũng vì sợ mấy đứa em sai ngã bê tha sau khi hát rồi xuống hậu trường xuống sau sân khấu thì có những cái giấy nợ tới tấp tới tấp cho ông ta ông ta phải trả từng căn nhà bán cả ngàn lượng vàng tại sao có nhiều người cứ nói là phải nhắc đi câu chuyện phải nhắc chứ nhắc có đầu có đuôi mà các bạn cô sáu nhung đã hại vũ linh như thế nào còn chú bảy hại căn nhà biệt thự ở thủ đức bán đến nỗi mà cố nghệ sĩ bốn ngày bốn đêm ăn ngủ không nổi luôn ăn ngủ không yên luôn cứ nằm ngủ xuống là nhớ cái biệt thự đó ngủ xuống là nhớ cái biệt thự đó tôi nhớ có một người khán giả có nói rằng lúc đó cô ta cũng vẫn còn nhỏ có lợi cái chỗ đó chơi nhưng mà không có gặp được nghệ sĩ vũ linh tại vì lúc đó vũ linh hay đi uh, lưu diễn chỗ này chỗ kia căn nhà rất là đẹp rất là đẹp luôn hoành tráng cái gì nghĩ coi phải làm cực lực lao động biết bao nhiêu tháng ngày mới mua được một căn biệt thự như vậy thế mà mấy đứa em nó phá hoại đó. để cho ba của Hồng Loan phải bán để trả nợ cho họ. Thế mà họ đang tâm xử sự, sự với con gái người ta sau khi người ta nằm xuống chưa được 49 ngày nữa không các bạn. Họ rắp tâm họ làm đủ thứ trò hết để cố lấy cái căn nhà đó. Tại sao chú Bảy Tiểu Linh không bao giờ nói chuyện mà tranh giành cái ngôi nhà đó tại vì đã có cái thừa hưởng cái khác rồi là cái nhà ở Trần Bình Trọng đó các bạn à, bán ở nhà ở Bình Chánh rồi cái tư liệu này đã có nhiều người nói cho nên chú bảy không có dành nhà ở quận Phú Nhận lúc mà cố nghệ sĩ Vũ Linh cho chú bảy chắc căn nhà ở Trần Bình Trọng thì cô sáu Hồng Nhung nghĩ rằng căn nhà ở Phú nhuận ở Phú nhuận này chắc là sẽ là của mình Tại vì lúc đó chỉ có Hồng Phượng và cô Sáu Hồng Nhung ở đó thôi Còn Hồng Loan thì một tuần về một lần, hai tuần về lần về thăm cha Thỉnh thoảng ghé thăm cha Đó cô ta cứ nghĩ rằng là cô ta sẽ lấy được căn nhà đó mà thôi Nhưng mà cuối cùng sau khi mà cộng đồng mạng biết được Cái sự tranh chấp đáng lẽ là không nên tranh chấp Cô Sáu chỉ cần nói với Hồng Loan Bây giờ cô không có nhà ở mà trước khi ba con nói là cho cô ở đây tôi nghĩ rằng Hồng Loan sẽ cho cô Sáu ở đó cho tới suốt cả cuộc đời của cô luôn Tại căn nhà nó cũng rộng mà 5-6 phòng lận Ở đâu có hết không các bạn ha Hồi đó trước khi còn sống thì nghệ sĩ Du Linh cũng có nói Nhà có 6 phòng lận mà ở đâu có hết đâu Thì cứ cho em Út ở Nhưng mà mấy đứa em này cũng có biết điều không các bạn ha Sáu bào và bảy báo đã hại cố nghệ sĩ Vũ Linh Phải bán cái gia sản, bán tài sản biết bao nhiêu lần rồi mà đến bây giờ còn muốn tranh giành người ta nữa ngay cả cô con gái hồng phượng cũng bắt chước mẹ mình bây giờ còn làm đơn ra ngoài phường để xin lại nhận làm con nuôi con nuôi khi nào mà vũ linh còn sống ký giấy tờ kìa mà lúc mà phải có luật sư phải có người này người kia chứng nhận là lại mới đúng nữa còn lần này tự mình đi làm cái chuyện này thì không bao giờ mà ai nhận cái chứ mà cũng không ai mà dám chứng chứng nhận chứ không dám chức năng nào á dám làm cái chuyện này chứ nghe giám chứng nhận đi rồi biết liền <laughs> bỏ ngành luôn á đó. đó các bạn thấy không tất cả đều là hiệu ứng quần chúng bên dịch cho lẽ phải và người ta nghiêng về hồng loan bây giờ cho có bên kia có kêu gào có khóc lóc có làm những chiêu trò này kia nọ thì chúng ta cảm thấy rằng nó trơ trẽn lắm chẳng hạn như là hồng loan nói rằng không có tiền lúc mà lên khoa viên nói với ông sạc thành là không có tiền nhưng mà sau đó chưa đầy được 49 ngày đã có tiền mua xe hơi rồi sau đó mua một chiếc SH nữa cho chồng của mình thì chúng ta nghĩ rằng cái số tiền đó ở đâu ra cô ta chúng số à hay là số tiền nào ở đâu bí ẩn vậy không các bạn chúng ta cũng biết rằng cái tiền cash của Hồng Phượng thì bao nhiêu rồi không nhiều đến nỗi gì đâu không các bạn ha ừ. Qua những cái lần lật mặt như thế này Thì chúng ta cảm thấy rằng lo cho Hồng Loan nhiều Tại vì thấy Hồng Loan ở một mình mà chung với là cô Sáu Nhung không biết tính mạng của Hồng Loan sẽ ra sao nữa Phải không các bạn? Nhiều người lo như vậy Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì chắc cô Sáu không dám ra tay khi mà ở chung nhà đâu Tại vì Các bạn cũng biết liền phải không Ví dụ mà ra tay thì à Người ta biết liền Nhưng mà hơn nữa Đừng có nói chi là hồng nhung có mệnh hệ gì Ơ quên xin lỗi các bạn hồng Long có mệnh hệ gì con của hồng loan vẫn được thừa hưởng nữa đó là cháu ngoại của người ta cháu ngoại ruột của vũ linh chưa đến các em này đâu chưa đến các cháu kia đâu còn năm đứa cháu ngoại nữa phải không các bạn ha hãy suy nghĩ chuyện đó đi khi mà muốn xuống tay với hồng loan cháu ngoại người ta năm sáu đứa lận là... à, để mình đọc mấy cái bình luận của các bạn ha mình mới đi làm về mình cũng lên đây muốn giao lưu với các bạn. Nhiều bạn nói mình nói chuyện nhỏ, thật ra ở hải ngoại này nói chuyện nó nhỏ nhỏ với các bạn, không có nói lớn tiếng. À, mình đừng đừng có suy nghĩ mà 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 xấu cho mình. Không phải mình nói ở Việt Nam nói chuyện to tiếng lớn tiếng, à, tại vì mỗi nơi á, rồi mình à, có cái phong cách nói chuyện nó khác nhau. À, chứ không phải là ví dụ có ví dụ tôi sống ở Việt Nam chắc tôi phải cũng phải nói là chuyện lớn tiếng, tại vì xe cộ nó ồn ào đó, các bạn, âm thanh nó bị nhiễu loạn. Cho nên khi chúng ta nói chuyện cái âm lượng của ta cũng nói lớn Còn ở Mỹ này thì mình nói vừa phải nghe thôi mà các bạn mà nói lớn á Đi ăn hay đi ở đâu mà các bạn nói lớn ngay cả trong nhà là người ta nhìn các bạn liền à ngay cả bây giờ nhiều khi tôi đang nói chuyện với các bạn các bà xã tôi nói sao nói chuyện lớn quá giống như cãi lộn vậy <laughs> tôi nói khán giả việt nam mà không có nghe bữa nay mình bắt cái mic này nè để coi các bạn nghe mình có đầy đủ chứ là có mic này kia nọ rồi có trực tiếp thẳng vô cái cái dây phone đó nhưng mà mình thấy nói chuyện như vậy Cái âm lượng đủ rồi Nhưng mà nhiều bạn thì nói rằng hơi nhỏ Ok các bạn thông cảm giùm nha Bây giờ mình đọc lại những cái bình luận Ok Hiền Nguyễn Kênh Vũ Linh Kinh là Kim Nga tạo ra đó chú Nó ăn tiền hàng tháng trên kênh Youtube Mà sao con Kim Nga nó không nói đi Có ai mà ở đợi giúp việc mà được như nó không Nó có uh, sổ tiết kiệm riêng vừa có đất của chú vừa linh cho ở bình chánh mà tỏ vẻ khóc than mất mệt quá chú ơi à, giống như than thở giống như đi làm công không vậy đó các bạn ừ. Ngọc Quỳnh tội nghiệp cho cậu năm cả đời vì em và cháu mà khi cậu nằm xuống còn tranh giành tài sản với lại con của người ta Hồng Loan nên kiện uh, pháp luật xử lý lấy lại công bằng cho Hồng Loan Hương Nguyễn Người đời cậu nói không qua tâm sinh tướng Nhìn mặt Hồng Nhung Quý vị có thể thấy rằng nhân vật mẹ cám Đó giống như là Hồng Nhung Có lúc không diễn Mà nhìn cũng giống lắm Quý vị ơi à, Phi Lưu Phi là F-E-E-L-U đó các bạn Phi Lưu Cô Sáu chơi bài đánh số đề chơi rất lớn Vai tiền của Giang Hồ nên bắt cậu năm trả nợ năm căn nhà và một ngàn lượng vàng chú bảy chơi bài và cá độ chơi thua rất là nhiều tiền giang hồ đến đòi nợ cũng cầu cứu vũ linh phải bán căn biệt thự rất to đẹp để lấy tiền trả nợ cho chú bảy à, cậu năm rất buồn bỏ ăn mấy ngày rất là thương cậu năm vì hai đứa em phá hết tài sản đúng vậy nếu mà cậu năm còn lại năm căn nhà biệt thự đó và hơn một ngàn lượng vàng đó thì cậu năm sống như là một ông hoàng chứ đâu phải đến nỗi mà khi mà bệnh đi nằm cái nhà thương mà không có máy lạnh đâu phải không các bạn ha à, là ý tôi muốn nói đại khái là một cái nhà thương mà nó khang trang và thương bậc nhất đó các bạn ở nhà có xe hơi nhà lầu cả đương người đến người người đón đó, rồi còn hồng lon sống phải giống như là một công chúa luôn nữa nhưng mà làm bao nhiêu thì các em phá bấy nhiêu Tại sao hai người em này không nhìn lại những cái này các bạn ha? Mai Nguyễn kênh Ngọc Huyền có clip nói cậu Năm đã bỏ ăn nằm trên giường 4 ngày 4 đêm. tội nghiệp lắm bạn ơi. Và bạn Mai Nguyễn có nói đúng rồi tôi có xem clip đó thấy anh buồn tâm sự với nghệ sĩ Ngọc Huyền. Anh nhớ tới căn biệt thự là anh buồn, anh bệnh không ăn không ngủ được nghe mà thương anh Vũ Linh lắm nhiều khi những cái này nè các bạn mà nó làm di căn bệnh ra các bạn bệnh này bệnh kia thêm nữa đang là trong mình đã có bệnh rồi mà nhớ tới căn biệt thự buồn không ăn không ngủ được càng bệnh thêm đó các bạn vậy mà tại sao chú bảy tức quá mình phải đập đập nhẹ nhẹ thôi đập cái ghế không phải đào tay mình chú bảy ha cô sáu không nhìn ra được cái những cái điểm này các bạn ha đáng lẽ là phải giúp cháu mình thương anh là phải giúp cháu mà anh mình đó đã bao bọc cho mình bao lâu rồi mà còn như vậy nữa thì hết nói nổi luôn Trinh Ngọc có nói tôi ở Thủ Đức ở xóm nhà chú lúc trước chú mua mấy căn biệt thự ở đó và đất nhiều lắm lúc đó tôi mới có 15 tuổi à, à cách đây cũng 25 năm rồi sau này nghe người lớn nói ở sớm chú bán hết rồi do cờ bạc đó lúc đó là đổi thừa là vũ linh cờ bạc đó các bạn Thôi, hồi đó mình cũng nghe phong thanh như vậy nhưng mà rốt cuộc ra là chú bảy và cô sáu cờ bạc tôi... bây giờ vỡ lẽ ra là do hai đứa em của chú tội nghiệp chú ghê hồi xưa tôi cũng vô nhà chú chơi được ông quản gia dẫn vô nhà đẹp lắm nhưng lúc đó chú đang nổi tiếng nên đi suốt không gặp được chú lần nào cả hồi đó mình cũng nghe phong phanh À, nhưng mà mình cũng nghĩ nghĩ có đâu tại vì đi hát rồi uh, nhiều khi đi hát uh, ở thành phố à diễn hai xuất rồi uh, còn đi xa thì uh, đi mệt mỏi hát uh, suốt cả đêm rồi làm sao có sức mà chơi cờ bạc thì ra cờ bạc đánh đề lớn uh, cá độ đá banh này khi nọ là chú bảy với cô sáu thiệt là hết nói nổi luôn Trí Quỳnh thì nói đâu phải nói con nuôi là được chia tài sản đâu phải pháp lý xét trên giấy tờ chứ nói bằng miệng mẹ con Hồng Nhung Hồng Phượng này tiền mất hết nhân cách luôn rồi vì tiền đó các bạn chị Vân Phan nghe vụ áo quan chị nhớ có một người bình luận kêu tìm xem video của Thanh Điền nói với Linh Tâm rằng những người nghệ sĩ nổi tiếng thì được chôn cất ở nghĩa trang không tính tiền nếu có thì à, có người nuốt hết một chút rồi uhm. Nam Lý có người tham lam người ta đâu biết mặt cô dâu mặt cô mặt cô đâu xã hội nói mạt xác. không biết đúng hay sai trái gì nhé cái này mình đọc đại từ trên xuống dưới nữa bạn có nhiều bạn biết không có dấu á thử ra mình đọc cũng không có được xuôi gì mấy xin các bạn thông cảm nha trường phạm văn cái nết xá bào này khi xưa sao hồng loan ở trong nhà được nó mua mô, mô xảo quyệt gấp ngàn lần mẹ kế mẹ kế cũng không thâm độc bằng bà ta là ý ở trên thế giới này đều thấy rõ tâm địa của bà sáu bào chúng ta cũng thấy rằng lúc nhỏ thì hồng nhung hay đánh đập hồng loan lắm cho nên nghệ sĩ vũ linh phải đi đâu cũng phải ẩm vũ linh y quên ẩm hồng loan đi hát các bạn thấy tội nghiệp dễ sợ luôn các bạn thông cảm nghe lớn tuổi rồi nhiều khi nói chuyện hồng nhung hồng phượng hồng loan cứ nói lộn lộn mấy cái tên hoài với lại vũ linh vũ loan vũ linh vũ lưng á hay dễ dễ lộn lắm À, thi sai nếu anh Vũ Linh có tiền mua căn nhà bánh xèo thì ông cuối đời không cần phải nằm viện trong căn phòng tồi tàn của bệnh viện câu chuyện đó nó cũng chưa có thuyết phục gì mấy à, thì à, tại vì có nhiều người nói là cái cái chú bảy Tiểu linh được chia gia tài rồi được à, cấp một cái phần nào cái căn nhà ở trần Bình trọng như cái đó cũng chưa thuyết phục chưa có cái minh chứng rõ ràng Các bạn thì à, à, nãy mình không coi trước nhiều khi bạn à, các bạn à, cái gì nữa đây à, bạn à, Trường Phạm Văn mình nghĩ ở đây họ không cần nhà đâu vì Hồng Phượng lúc này thừa tiền mua nhà chẳng qua dẫn đường cho mọi người đi lạc hướng thôi họ không quan tâm tới căn nhà cái họ quan tâm là à, là cái gì là sk hả sân khấu hay là gì đó mình không biết Hồng Nhung còn ở lì trong căn nhà đó là để đánh lạc hướng dư luận thôi à, thì tùy theo mỗi người mỗi cách suy nghĩ khác nhau phải không các bạn ha ừ. à, mình mình bé khu quê thì có nói là Hồng Nhung tham lam nên dốt nát nếu tôi mà có người anh thương tôi như Vũ Linh thì sau khi anh tôi mất tôi sẽ yêu thương giọt máu của anh tôi như là con ruột của mình nếu hồng nhung yêu thương hồng loan như là con ruột thì hồng loan đâu có nỡ bỏ hồng nhung vì hồng loan không có bên ngoại nè ha chỉ có một người cô duy nhất là hồng nhung nhưng vì tham lam che mờ lý trí nên hồng nhung không hiểu điều đó hồng nhung cư xử bạc bẽo và tệ hại với hồng loan như vậy cho thấy hồng nhung chỉ thương tiền của vũ linh chứ không có yêu thương gì Vũ Linh thật lòng đông Vâng có Tôi còn tôi có coi một cái video khi mà cả nhà lại uh, buổi tiệc tùng gì đó thấy mấy cháu ngoại Của Vũ Linh đang uh, ngồi chung ngồi giống như uh, Vũ Linh ôm một đứa rồi mình có một đứa cò kế này kia nọ đang ôm nói chuyện hung hít á Thì uh, Hồng Nhung tới phiên con của uh, Hồng Nhung thì Hồng Nhung đẩy mấy bé kia ra Rồi cái đưa con mình vô ngồi kế sát bên Vũ Linh Nhưng mà cái cư chỉ đẩy ra nó nó không có được lịch sự cho mấy không được lịch thiệp cho mấy Như là nó tranh dành cái 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 tình thương của vũ linh dành cho các cháu vậy các bạn là là mình thấy hồng phượng đã nhôm nhém cái sân si ganh tị từ lâu lắm rồi phải không các bạn ha ok cảm ơn tất cả quý vị à, mình xin được giao lưu tới đây và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau và chúng ta chờ đợi sau 100 ngày có diễn biến gì nữa đây hấp dẫn lắm ha ok xin chào tất cả quý vị nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like và cho mình một lượt đăng ký kênh xin chào